Mình vừa làm xong cái món thịt bò kho sả, bây giờ các bạn cùng làm với mình nhé. Rất là đơn giản và mình sẽ có một bữa cơm ngon miệng. Hôm nay mình sẽ làm món thịt bò kho với sả nhé. Ở đây mình có cái phần thịt bò và những cái phần gân bò cái thứ ấy. Vì làm như vậy cả là sụn, cũng có một chút sụn đó. Làm như này thì khi mình kho ấy, thì thịt bò của mình ăn nó sẽ ngon rất là nhiều. Mình không thích ăn thịt nạc ấy. Ở đây mình chuẩn bị thêm bò kho sả thì mình cần những nguyên liệu là sả này. Đây với 400g thịt bò thì mình dùng 3 củ sả to như này, một củ tỏi, một ít gừng và thêm một ít ớt bột nữa, hạt tiêu nữa. Và bây giờ trước tiên là để mình thịt thì mình xào sẵn rồi, mình sẽ mang đi trần qua với nước nóng để cho thịt của mình nó sạch ấy. Sau mình sẽ để ráo nước và mình đi băm những cái nguyên liệu này để mình kho với sả nhé, kho với thịt bò nhé. Và bây giờ đi sẽ đi trần thịt bò trước nhé. Các bạn trần thịt bò thì các bạn trần luôn từ khi nước lạnh nhé. Với cái món bò kho sả này thì chúng ta không cần đến bò kho sả, chúng ta không cần dùng đến những cái nguyên liệu của kho thịt bò, mà chỉ dùng sả, tỏi, ớt, gừng thông thường thôi, cho chút muối vào cho thịt bò nhanh sạch. Và cũng không cần phải dùng đến hoa hồi và quế, vì thịt bò hay dùng hoa hồi và quế, nhưng với cái kho sả này thì mình không dùng. Bây giờ mình sẽ cho chút muối vào rồi mình đun cho nó sủi nước rồi mình sẽ đổ nước đi nhé. Đây các bạn mua những cái phần bò nạm như này về các bạn nấu nhé, ăn nó sẽ rất là ngon mà lại rẻ tiền, 4 nạm thì chỉ hết khoảng 60.000 thôi ạ. Món này chúng ta cũng ăn với cơm trắng hoặc bánh mì hoặc với bún đều được nhé. Và khi chúng ta trần bò hay là trần thịt lợn là những cái, bất kỳ cái loại thịt nào từ cái nước, khi nước nó còn nguội như này ấy, thì cái những cái bẩn nó sẽ dễ ra hơn ấy. Và khi nước nóng thì các bạn cho thịt vào trần nhé. Đây các bạn, khi mà mình trần với nước lạnh thì những cái bẩn này, và miếng thịt bò ấy, nó rất dễ nong ra. Cái phần bò này nó sẽ có hết các thứ cần thiết như là một chút xíu mỡ, một chút xíu gân, sụn và thịt. Thì ăn như thế nó sẽ ngon hơn, giống như kiểu chúng ta nấu sốt vang ấy, chúng ta nấu kiểu những cái miếng như này cũng dễ nấu hơn ấy, ngon hơn. Khi nước sủi lên nhé, như này nhé, là các bạn đổ đi và các bạn rửa lại miếng thịt nhé, cho nó sạch nhé và để ráo nước. Trong khi chờ đợi thì mình đi sơ chế những nguyên liệu khác. Bò mình đã rửa sạch và để ráo nước rồi. Bây giờ mình đi băm sả và các nguyên liệu khác nhé. Phần đầu sả thì các bạn băm nhé để cho nó thơm ấy. Còn phần dưới, cái phần cứng ấy, cây sả thì mình sẽ thái vắt không cần mỏng và dài một chút. Sả để các bạn đập dập, còn phần gừng thì các bạn cũng thái nát cho mỏng cho mình nhé, thái nát cho sợi mỏng ấy. Với cái phần cuống còn lại này mình sẽ cắt thành những cái khúc cho mình đập dập cho nó thơm. Còn cái phần đầu sả này các bạn cứ thái phát như vậy nhé, để khi mà mình xào xong mình kho thì nó sẽ thơm hơn, nó nhiều cặn sả quá. Chỉ cần đập dập thôi để cho nó tạo mùi thơm. Bây giờ thái gừng, thái sợi ra sau, chúng ta cũng cho vào nấu cùng. Thịt bò để không thể thiếu gừng với tỏi được. Nhưng hôm nay mình kho với sả nên mình sẽ có sả nhé. Vì hai cái mùi gừng tỏi nó hợp với thịt bò ấy, nó làm cả cái độ tanh, độ hôi của thịt bò rất là nhiều ấy. Để các bạn thấy sợi cho nó ngon nhé. Hoặc là nếu không thì bạn nào thích ăn miếng to thì cứ để cả miếng như vậy. Còn
không có sợi mỏng như mình. Mình sẽ đập tỏi nhé. À, bây giờ đập tỏi, khi đập tỏi xong thì mình sẽ đi phi thơm luôn nhé, cái tỏi đấy. Mình dùng luôn cái nồi đế dày này, tí nữa mình kho luôn, cho dầu ăn vào này, cho khoảng 2 chén tỏi dầu ăn nhé. Tiêu hôm nay mình dùng tiêu hạt, và mình sẽ cho tiêu hạt vào này, phi cùng luôn, một nửa thìa cà phê tiêu hạt, tỏi. Phi thơm lên một chút thì sau đó mình cho chả vào gừng vào nhé. Gia vị thông thường thôi, mắm, muối và bột ngọt. Ướp bột. Cho chút chữa ướp bột cho nó đẹp mắt mà lại hơi cay cay. Các có thể dùng ướp bột Việt Nam mình này hoặc là ướp bột Hàn Quốc đều được nhé. Tùy theo các bạn có ướp bột, bột nào dùng ướp bột đấy. Ướp bột Việt Nam mình thì nó sẽ cay hơn ướp bột Hàn Quốc. À, gừng to đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào mình thả. Và các bạn nêm luôn gia vị nhé, cho nó vừa miệng. Sau đó mình về om một lúc, nhìn rất là ngon. Một thìa cà phê muối sáng, muối hạt, muối cà phê. Mình hay ăn nước mắm nên mình cho một thìa nước mắm, cà phê nước mắm, một chút xíu bột ngọt. À, đổ thìa cà phê đường. Đây là đảo đều cho nó ngấm gia vị rồi cho nước ngập sâm sấp rồi om khoảng 40 phút. À, thịt bò chúng ta nó sẽ mềm và lúc đấy thưởng thức 40 đến 1 tiếng thì sâm bò già hay bò ngon. Đảo đều cho ngấm. Bạn nào mà không có ớt bột thì các bạn có thể dùng ớt tươi nhé. Đây, cho nước vào ngâm sâm sấp, mình làm xào khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó mình cho nước ngập sâm sấp. Cho lửa to cho nó sủi. Và sau đó các bạn om với lửa nhỏ. Om khoảng 40 phút nhé. 40 đến 1 tiếng. Mình cũng không thích ăn mềm quá, mềm mũi ấy, cho nên chỉ cho nó mềm thôi. Khi mà chúng ta đã trần rồi ấy, miếng thịt bò sẽ rất là ngon, nó không còn cái bọt. Đợi như là sủi nhé, sau đó mình sẽ cho nhỏ lửa và om. Khi mà om gần chín thì nêm lại gia vị, vừa rồi thì thôi. Thường thường mình nêm vừa luôn. Mình cho một thìa muối, một thìa một cà phê muối, một thìa nước mắm rồi ấy, là nó vừa thêm đường và bột ngọt để cho nó giảm mất cái độ mặn chát ấy. Và nó ngọt hơn là được. Đơn giản như vậy. Làm như này khi mà các bạn mà bận đi làm ấy, các bạn cứ làm một nồi kho như này, các bạn có thể đổi bữa ấy, cho gia đình hôm nay ăn món này, hôm nay khác ăn món kho, và các bạn cho thành những cái bữa các bạn cất vào ngăn đá tủ lạnh ấy. Ví dụ như như này, cái này thì mình sẽ được 2 bữa. Thì hôm nào ăn thì các bạn cho nó thứ 6 các bạn quay lại hoặc là đun lại, hấp lại. Bây giờ sủi như này rồi, các bạn cho chế độ linh nhé, ấm và om 40 phút nhé. Đợi các bạn chờ đợi đó. Sau khoảng 30 phút ấy, cái nước nó cạn nước rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ cần lấy thử xem. Miếng thịt vẫn chưa mềm lắm, nhưng gia vị thì hơi nhạt một chút xíu.
chút muối và cũng vị cay chưa đủ đà. Cho thêm một chút ớt bột, các bạn có thể dùng ớt tươi. Các bạn đun cho mình thêm 10 phút nữa là 40 phút là sẽ chín tới và cái nước này nó cũng cạn rất. Đây mới mặn. Cái nước nó sền sệt ra như này rồi đó. Để lại một chút nước để ăn với cơm. Để bánh dưới cho bánh mì chấm bánh mì. Thịt nó hoàn quyện với nhau và nhìn rất là hấp dẫn. Đối với phần gân này thì nó sẽ hơi cứng một chút xíu nhưng mà không đều ra. Nhưng mà phần thịt thì nó mềm rồi. Mình chỉ lấy như vậy thôi. Còn nhà một cái bé nhỏ thì các bạn đừng cho ớt. Và các bạn đun cho mình thêm khoảng 20 phút nữa là 1 tiếng ấy, và cho nhiều nước hơn. Để cho khi mà đun nó không bị cạn nước quá thì thịt sẽ mềm hơn. Còn nếu mà ăn mà không có bé nhỏ thì các bạn chỉ kho vừa tới như này thôi nhé. Nhìn rất là hấp dẫn. Mình kho này thì ăn mình cảm giác cái độ giòn của miếng thịt nó vẫn còn ấy. Các bạn nào mà không thích ăn những cái phần thịt này thì các bạn có thể dùng bắp bò nhé. Bắp của con bò ấy, thì các bạn kho nhé. Thì nó cũng rất là ngon. Có một chút ớt cho nên cái màu của nó cũng hơi vàng. Nhìn nó rất là hấp dẫn. Đây là mình đã làm xong rồi đấy ạ. Cái thành phẩm nhìn vừa ngon vừa đơn giản ấy. Các bạn có thể làm để ăn dần, hoặc là làm để khi mà nhà có cỗ hay là có việc có khách ấy, các bạn cũng có thể làm món này và ăn rất là ngon với những bữa cơm gia đình ấy. Mình đã làm xong rồi đấy ạ. Giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Mình thịt bò rất là mềm và cái gân thì nó giòn ngon lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.